Chiều qua ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và lãnh đạo 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại điểm cầu Đông An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị hội nghị được tổ chức sau một năm triển khai chương trình hành động của chính phủ, thực hiện chỉ thị số 15 ngày 10 tháng 8 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển và sau 3 tháng triển khai kết quả hội nghị ngoại giao lần thứ 32. Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, công tác ngoại giao kinh tế được triển khai đồng bộ, toàn diện, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại hội nghị, đại biểu đánh giá về triển vọng kinh tế, điều chỉnh chính sách của các nước cơ hội và thách thức đặt ra cho Việt Nam, đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể để đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, khắc phục đứt gãy trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu, nâng cao thương hiệu, chất lượng sản phẩm, hướng tới chuyển đổi xanh. Kết luận hội nghị, Thủ tướng, Chính phủ và Minh Chính nhấn mạnh tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng lợi và cùng phát triển, đồng thời tiếp tục kết hợp hai quà, hiệu quả sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại giữa nội lực và ngoại lực phát huy tối đa tiềm lực đất nước để phát triển việt nam cần đổi mới trong tư duy sáng tạo trong sách lược thống nhất nhận thức và hành động tích cực trong kiến tạo cục diện có lợi thế cho môi trường hòa bình an ninh phát triển của đất nước